Good morning, chào mừng các bạn đến với ITR Podcast, được xuất bản vào 8:30 buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền thông nội bộ nhóm ITR Family. Sống tối giản đang dần trở thành một phong cách sống được nhiều người hướng tới. Tuy nhiên, bất cứ một phong cách sống nào cũng có những ưu và khuyết điểm mà chúng ta cần lưu ý. Hãy cùng ITR tìm hiểu sâu hơn về hai mặt sáng và tối của lối sống tối giản nhằm giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp nhất cho mình nhé. Và chủ đề podcast ngày hôm nay của chúng ta là hai mặt sáng và tối của lối sống tối giản. Lối sống tối giản là gì? Lối sống tối giản hay còn gọi là minimalism là phong cách sống chỉ sử dụng một số lượng rất ít các vật dụng thiết yếu và loại bỏ đi những điều không cần thiết hoặc không cần dùng đến, tạo ra một không gian sống gọn gàng, từ đó cuộc sống cũng trở nên đơn giản hơn. Sống tối giản không chỉ đơn giản hóa không gian sống vật chất xung quanh mà còn đơn giản hóa thế giới tinh thần. Ngày nay, tất cả chúng ta phải đối mặt với một khối lượng công việc cực kỳ khổng lồ là các thông tin đủ thể loại. Bạn cần kỹ năng sàng lọc ra những thông tin cần thiết, thực sự có ý nghĩa, biết cách tập trung vào những điều quan trọng để có thể thực sự tận hưởng được thời gian của riêng mình và từ đó sống nhẹ nhàng hơn. 5 ưu điểm của lối sống tối giản. 1. Tạo ra không gian cho những thứ quan trọng. Khi loại bỏ bớt quần áo cũ và đồ đạc không dùng đến, bạn sẽ tạo ra được không gian cho sự thư thái trong tâm hồn. Không còn cảm giác ngột ngạt mỗi khi mở tủ hay về nhà và thấy đồ đạc ngổn ngang. Giờ đây, bạn có thể thoải mái hít thở và lấp đầy cuộc sống bằng những điều ý nghĩa hơn là bằng của cải vật chất. 2. Tự do hơn. Sự tích tụ của vật chất giống như một mỏ neo, nó sẽ kéo bạn xuống và giữ yên bạn ở đó. Chúng ta luôn luôn sợ hãi mất đi cái này, cái kia, nhưng bạn không buông bỏ được. Bạn sẽ trải nghiệm một cảm giác tự do, tự tại rất tuyệt vời khi bạn có thể buông bỏ được chúng. Bạn sẽ được giải phóng khỏi lòng tham, những nỗi ám ảnh, phải mua sắm hay phải làm việc quá sức để có tiền cho những thứ vật chất đó. 3. Có thời gian tập trung vào sức khỏe và sở thích của bạn. Khi bạn dành ít thời gian hơn cho cửa hàng mua sắm hay cố gắng bắt kịp một xu hướng nào đó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân, làm những điều bạn muốn và thực sự có ý nghĩa với bạn. Mọi người luôn luôn than phiền rằng họ không có đủ thời gian, nhưng liệu có bao nhiêu người thực sự dừng lại và nhìn xem mình đang dùng thời gian của mình vào những điều gì? Bạn có thể thưởng thức một ngày với lũ trẻ, tới phòng tập thể dục, tập yoga, đọc sách hay đi du lịch. 4. Ít tập trung hơn vào tài sản vật chất. Thực tế là tất cả những thứ vật chất vây quanh chúng ta chỉ vì chúng ta muốn lấp đầy khoảng trống. Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được sự thoải mái, tiện nghi. Khi đã thỏa mãn được nhu cầu về tiện ích, thì nỗi ám ảnh của chúng ta về tiền bạc nên kết thúc. Thật khó để không bị mắc vào sự cám dỗ của việc tiêu dùng. Bạn cần nhắc nhở bản thân liên tục rằng đó chỉ là cảm giác hạnh phúc giả tạo. Mặc dù chúng ta thích chúng, nhưng thực tế là thứ chúng ta thích vượt qua quá nhiều so với những thứ chúng ta thật sự cần. 5. An tâm hơn. Khi chúng ta bám cứng vào tài sản vật chất, chúng ta rất dễ dàng trở nên căng thẳng bởi vì chúng ta luôn sợ mất đi những điều này. Bằng cách đơn giản hóa cuộc sống của bạn, bạn có thể mất đi sự ràng buộc đối với những điều này và cuối cùng có được một tâm trí bình tĩnh và thư thái. 5 điểm cần lưu ý về lối sống tối giản. 1. Phải giặt đồ thường xuyên. Với việc có một lượng ít quần áo thường xuyên được quay vòng và mặc đi mặc lại nhiều lần, trong thời gian ngắn, ai đang xây dựng tủ quần áo tối giản đều cần cân nhắc việc giặt đồ nhiều hơn mỗi tuần. 2. Không còn liều shopping mua sắm. Một điều bị nhiều người phản đối nhưng không thể phủ nhận đó là cảm giác hưng phấn ngay tức thì sau khi mua được một món đồ mới. Mặc dù cảm giác hưng phấn này có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nó cũng là cái bẫy khiến mọi người không ngừng mua sắm. Thậm chí coi mua sắm là liều thuốc để tiến vào giải tỏa tâm lý khi buồn chán. Với việc tối giản hóa cuộc sống và nói không với mua sắm vô độ, vô hình chung chúng ta mất đi liều doping này. 3. Khó để giải thích với những người khác lối sống. Bởi vì chủ nghĩa tối giản là một khái niệm trừu tượng, là một phong cách sống mà chỉ có mỗi cá nhân mới có thể hiểu được qua trải nghiệm thực tế. Rất khó để giải thích với người khác thế nào là chủ nghĩa tối giản. Sẽ không có người ông bố, bà mẹ nào thấy ổn khi con mình tự dưng bỏ đi hết đồ đạc mà tốn bao nhiêu công của mới có được. Cũng không có người con nào hiểu được ngay khi có bố mẹ tự dưng bỏ đi hàng loạt món đồ bao năm của gia đình. Và chúng ta không có quyền ép người khác thay đổi lối sống của họ. Tối giản hay không tối giản, đó là nhận thức và quyền lựa chọn riêng của mỗi người. Không có lý do gì để áp đặt lên người khác. Do vậy, đôi khi sống theo chủ nghĩa tối giản
cũng đồng nghĩa với việc đơn độc đi ngược lại thói quen của số đông. Bạn sẽ nhận ra rằng mình phải nói không nhiều hơn. 4. Cuộc sống có thể vẫn bị đồ đạc chi phối. Điểm trớ trêu của việc thay đổi phong cách sống, bất cứ phong cách nào, là con người rất dễ từ cực này sang cực khác. Nếu như chủ nghĩa tiêu dùng, consumerism, khiến mọi người sống nặng nề về mua sắm, tích trữ vật chất, khiến đồ đạc leo thang chi phối cuộc sống của mình, thì chủ nghĩa tối giản lại khiến nhiều người trở nên ám ảnh với việc ngày nào cũng phải nghĩ ra hoặc là bỏ đi một vài món đồ. Họ còn có xu hướng không ngừng đếm đồ đạc của mình và so sánh bản thân với người khác xem ai tối giản hơn. Quay trở lại mục đích cốt lõi của chủ nghĩa tối giản là giải phóng con người khỏi đồ đạc và những thứ không còn ý nghĩa để tập trung thời gian và năng lượng vào những điều tích cực hơn. Việc suốt ngày quay quanh đồ đạc của mình, dù là để mua thêm hay là để bỏ đi, cũng là không hiệu quả. 5. Không biết sử dụng thời gian rảnh hiệu quả. Sau một thời gian áp dụng tư duy tối giản vào mọi mặt của cuộc sống, bạn sẽ bỗng chốc cảm thấy mình có thêm nhiều thời gian rảnh. Và điều này có thể sẽ rất có vấn đề. Ví dụ như trước đây, buổi sáng cuống cuồng nhảy ra nhảy vào nhà tắm, lại ngập trong tủ quần áo mà vẫn không biết mặc cái gì, thì bây giờ tất cả mọi công đoạn chỉ mất chừng 15-30 phút vì thời gian tắm rửa đã đi vào nếp. Các bước thao tác nhanh gọn, tối giản. Vậy hơn một tiếng dư ra nên làm gì? Đó chỉ là buổi sáng. Nếu áp dụng tư duy tối giản này vào công việc, tập trung cao độ để đạt hiệu quả cao nhất, bạn sẽ còn dư ra thêm nhiều thời gian nữa. Đột xuất trở nên nhàn cũng sẽ khiến chúng ta lúng túng. Từ đó, chúng ta sẽ dễ sa đà vào điện thoại, máy tính, mạng xã hội, game online, dẫn đến tốn nhiều thời gian hơn và có thể ngày càng lười hơn. Hy vọng rằng chủ đề podcast ngày hôm nay đã mang lại nhiều ý nghĩa và tích cực đến với các ITers để áp dụng vào cuộc sống cũng như công việc để ngày càng hoàn thiện và tốt hơn. Hãy lắng nghe, suy nghiệm và để lại comment để chia sẻ cảm xúc hoặc bất kỳ góp ý nào của bạn đóng góp cho chương trình nhé. Hẹn gặp lại các ITers trong các chủ đề podcast tiếp theo. Goodbye!